Ở đây chúng ta vừa có thể view được phố đi bộ ở giữa một mảng công viên xanh, tòa Landmark 81 Viteco bên này. Ngoài ra chiều chiều có thể xem các cháu đá banh ở bên dưới. Bên trong là thực tế bàn giao căn hộ. Nhà vệ sinh thứ nhất, đầy đủ thiết bị vệ sinh bàn giao Inoxi. Đây là phòng ngủ master với nhà vệ sinh bên trong. Phòng ngủ có view ra sân bay và view ra các công viên nữa. Bên trong phòng ngủ vẫn có thể thấy được phố đi bộ bên dưới. Đi vào tiến vào phòng thứ hai. Đây là sân phơi.